Hello, xin chào cả nhà. Và bây giờ mình đang ở sân banh Đại học Xây dựng Miền Trung. Và hôm nay mình có một trận banh với lại anh Tịnh Torres đang ngồi ngoài kia, với lại mấy anh em Cà Phê Cá Anh Tê. Trước đây mình đã từng đá một trận với Cà Phê Cá Anh Tê rồi. Anh em có thể xem lại trận đó trên link trên này, trái phải gì đó. Ok. Và bữa giờ mình ở đây, hôm nay là ngày thứ hai. Bữa giờ là cũng là lần đầu tiên sau 4 tháng nghỉ dịch mình bay, có thể bay ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh và đến một thành phố khác. Cụ thể đây là miền Trung nha anh em ha. Mỗi lần mình ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh thì luôn có một cảm giác rất là khó diễn tả. Tuy Hòa mình đi rất là thường xuyên luôn á. Còn lý do tại sao mình đi thường xuyên ở Tuy Hòa thì tương lai anh em sẽ biết. Tương lai anh em sẽ biết, mình sẽ chia sẻ trên YouTube của mình sau này. Và có lẽ mình sẽ gắn bó rất là nhiều với lại Tuy Hòa, Phú Yên ha. Hy vọng là sau chuyến đi Tuy Hòa này sẽ còn nhiều chuyến đi đến nhiều thành phố khác, trải nghiệm các không khí bóng đá ở các thành phố khác nữa, chứ không chỉ riêng Tuy Hòa, Phú Yên ha. Trên tay bộ đồ, đồ mới luôn, logo Chelsea đồ chưa, Yokohama. Yeah. Và theo lời anh Tịnh nói là đây là áo mới làm cho mình luôn. Hello anh, đây là lãnh đội đây. Tịnh Torres. Đội bạn mặc áo MU. Ồ, hôm nay thì mình không mặc áo MU nữa mà đội bạn mặc áo MU. Mình mặc áo Chelsea. Số 6 tên gì anh? Nghĩa. Xa bên kia không có số. 13 tên gì anh? Bên chuột nó hôm qua ngồi chung mình nè. Tiền đạo trên cùng, số 8 Tùng. Ồ, có bàn thắng luôn. Mày là YouTube rồi, mày là YouTube rồi. Ai ghi? Chuột ghi à? Ồ, ghê vậy. Không nhớ được tên hết mọi người. Lát nữa đá được nhớ tới đâu kêu tới đó. Xem tí đi. MU gặp Chelsea. Theo lịch ngoại hạng Anh chừng nào MU gặp Chelsea ta? Ây da, không có phạm lỗi. Một trái nữa. Hay quá trời luôn. Hơi chậm rồi. Ở trong đang rất là trống này, nhưng mà trả về tuyến 2 không có cú dứt điểm. Đường truyền ngang đã bị cắt. 2-1. Đào lên luôn không? Đây là một cái chai mang rất là nhiều thuốc, thực phẩm chức năng chứ không phải thuốc, bổ sùng khớp nè. Và bên ngoài là băng Ugo. Lát mình sẽ quấn băng này. Giờ thì mang giày đã. Vẫn là túi giày quen thuộc Rainsport. Ai mua túi thì link trong phần mô tả nhé. Và vẫn là đôi Mizuno. Gỡ ra cũng dễ, sợi dù cũng dễ, khỏi cục giày. Đỡ vất vả. Đội bạn thấy có vẻ đá khá tốt. Đây. Chạy lắm. Ok. Tỉnh. Thôi anh.
Đây là một cái pha qua người mà mình cảm thấy cũng khá là ok khi mà mình tận dụng những kỹ năng của futsal vào trong sân bảy. Chạy về. Ôi, ôi. Lên anh. Dọc biên. Những pha xử lý rất là gọn gàng đến từ Tỉnh Torres và Anturo. Tiếc là cú dứt điểm đi chệch góc A trong gang tấc. Ôi trời. Đây đây đây, ok. Nói thiệt chứ, lâu lâu mới có cơ hội nhận một đường chuyền dài như thế này. Và công trình tập luyện đã bước một trong thời gian qua của mình thật là không uổng phí tí nào cả. Ê, chạy lên đừng có đứng lên chứ. Từ hay quá. Nãy giờ chạy hơi nhiều nên giờ bắt đầu thở dốc rồi. Thay nữa tỉnh. Cầu 2. Tốt rồi, tốt rồi. Lấy gôn. Tao gôn. Lấy gôn. Ok. Banh văng ra sau bụi dừa rồi. Rớt mấy chuồng chim.
À, đã chụp nào quá ấy nhá, trời từ từ anh lên rồi đây. Ok, giữa lại. Đó ơi, ok. Giữa. Rồi xong, bay ra đây chuyến làm trận banh xong rồi giờ chuẩn bị bay về. Đang ở sân bay Chùa Hòa nè. Và anh em thấy trận banh vừa rồi hay thì nhớ like đăng ký kênh nha. Hy vọng là tương lai mình sẽ còn đi những nơi khác, những thành phố khác để xin đá banh, trải nghiệm cái phong cách đá banh ở từng địa phương. Hy vọng là còn đi nước ngoài nữa nha. Ok, nhớ anh em đón chờ những clip đó thì nhớ đăng ký kênh nha. Rồi, mình là Phạm Ti, xin chào, gặp lại, bye bye.